tục chương trình là những thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật. Chiều ngày 23 tháng 1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành tiêu hủy hơn 10 tấn mứt ô mai các loại như đào hồng, cà chua, mận, chanh, hồng đào, không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã có dấu hiệu hư hỏng, dưới sự chứng kiến của đại diện Sở Công Thương, Sở Y tế và Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Tại đây, số mứt được tiêu hủy theo hình thức cán nát, châm lửa đốt và chôn lấp. Đây là số mứt mà Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng thu giữ ngày 10 tháng 1 tại số 26 đường Ngô Thị Sĩ, phường 4, thành phố Đà Lạt, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Toàn, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Số mứt trên được ông Toàn thu mua từ các cơ sở nhỏ lẻ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa về Đà Lạt bảo mối cho các cơ sở kinh doanh mứt trên địa bàn để bán trong dịp Tết Đinh Dậu. Do tầng hầm này là kho đựng bì cắt tông, được gia đình anh Hiển đóng thành thùng để phân phối cho các quầy bán đặc sản nên ngọn lửa bốc lên rất nhanh. Người dân lập tức gọi điện báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đồng thời dùng các vòi nước dập lửa theo cách thủ công nhưng không thành.